Và vào tối ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ra công điện về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Công điện nêu rõ, ngày 28 tháng 6, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức với hai bài thi ngữ văn và toán. Công tác coi thi đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các hội đồng thi trên phạm vi toàn quốc. Dù nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo, nêu tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn, nhưng vẫn có trường hợp thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao, chuyển đề thi ra bên ngoài. Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quán triệt Ban chỉ đạo cấp tỉnh, tập trung chỉ đạo các hội đồng thi, khẩn trương chỉ đạo các trưởng điểm thi, tăng cường phổ biến, nhắc nhở thí sinh, yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi, tập trung cao độ, vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh để có các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi trên địa bàn, đặc biệt là phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để vi phạm quy chế thi. Các hội đồng thi chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình diễn biến kỳ thi, việc xử lý những trường hợp vi phạm quy chế và các tình huống bất thường để kịp thời tuyên truyền, cảnh báo, gian đe.